Xin chào bác. Tôi vừa phải trả đi 30 triệu mới lấy được 4 con này các bác. 30 triệu mới kéo được 4 con này về nhà. Tại sao nó đắt như vậy? Tại sao nó mất nhiều như vậy? Bởi vì nó là hàng xịn, hàng chính hãng. 30 triệu mới kéo được 4 con này về. Ở đây có hai mã, đây là những con đơm bi Jaguar Karaoke, hàng xịn của Hàn Quốc. Con này là Jaguar PA203, hai con 203. Còn hai con dưới rất đặc biệt của dòng 203N. 203 là 203N vang liền lúm béo. Lúm béo. Tại sao gọi lúm béo này? Ở lúm béo thì nó không có các cái gạch khế kiểu như này. Đây, đây kiểu này nó có các cái đường GG xung quanh này. Đây rút ở trong cái này ra. Đây nó rất chặt. Thì ở lúm béo là nó sẽ vát. Cái này nó vát này. Còn lúm gầy ấy, nó sẽ thẳng vào trong. Và từ đời 07, 207 lên thì nó không có lúm gầy. À 21997 trở lại. Trở lên ấy, trở về đây. Nghĩa lúm béo là nó sẽ có cái G nhằm vát này. Còn lúm gầy nó sẽ có cái khe ở giữa. Rút rất chặt. Hàng rất giá trị của dòng 203N. Dòng này đắt chỉ dưới mỗi 506. Giá thấp hơn 506 còn giá. Còn về chất âm thì ok nhất trong dòng 203. Đây là 203A. Đây con này tôi rút cho bác xem. Rất chặt. Chặt lắm. Đây. Núm gầy thì nó có cái như này. Cái khe ở giữa các bác nha. Núm gầy, đấy đặc thù của núm gầy. Cho những ai chưa biết. 30 triệu mới lôi được 4 con này về. Nên nhiều khi tôi đang lên đấy, thật ra bán cái đồ karaoke này nó cũng rất là, nhiều khi rất là khó chịu. Bởi vì hàng của mình hàng xịn, nhập rất bất là nhiều tiền, nhưng mà vẫn bị khách hàng hỏi đi hỏi lại là hàng có xịn không. Cũng đặc thù như đôi bốt này. Tôi chỉ lãi vài trăm nghìn khi đăng giá đôi bốt này, nhưng khách vẫn sợ là hàng thế này hàng thế kia. Nói luôn là hàng tôi bỏ ra tôi chỉ lãi vài trăm nghìn thì làm gì có chuyện là hàng vớ vẩn được. Bỏ cả đống tiền mới nhập được chứ không phải là hàng tàu hoặc là hàng nhái vớ vẩn. Đây phía sau. Chỉ có dòng 203 3 là mã thì nó mới làm hai cầu loa. Còn 203A và 203N thì nó chỉ làm một cầu loa. Như kể cả 203 3 là mã nha. Tôi nói các bác nó làm hai cầu loa chứ không phải là AB, mà nó tách ra để cho các bác dễ cắm để đánh được hai đôi loa. Còn như thế này thì các bác đánh hai đôi loa thì các bác phải chập dây lại. Giả sử một bên này cho một đôi loa, bên này cho một đôi này, bên này cho một đôi. Vẫn là AB, vẫn là vế trái vế phải của một đôi nhá, chứ không phải là cho đôi số 1 vào bên này mà cho đôi số 2 ở bên này đâu, mà có nghĩa chập từng vế vào một. Giả sử đánh hai loa thì cho bên trái một đôi, bên trái hai chiếc, bên phải hai chiếc như vậy. Đây. Nó theo từng cái sản xuất nha, mà nó ghi theo khác nhau ấy. Nên thật ra cái dòng 2 này, dòng âm bi Jaguar này thật ra là bán thế nào thì biết thế thôi, chứ còn giải thích nhiều khi khách hàng, bởi vì chúng tôi cũng không thể biết hết được, bởi vì nó quá nhiều dòng sản phẩm. Nên thật ra là khách hàng không biết, nhưng mà cứ nghe người này người kia nói lên lại bảo nó phải xịn thì nó phải như thế này, xịn phải như thế kia. Bởi vì khách hàng sao biết được. Đây giả sử hai con cùng xịn nhá, nhưng mà một con thì nó lại ghi như này, một con nó in tem như này, một con in không, không in kiểu rõ ràng như này nhá. Đây này. Đều điện 220V tất 100W đến 480W. Đây 480W 220. Bởi vì hai con này nó không phải là giống hệt nhau, nó vẫn là 203N vang liền lúm béo, nhưng mà mặt tiền các bác nhìn nó, cái logo nó khác nhau một tí. Bởi vì nó một con là nó đây này. Đây xem con này sản xuất năm bao nhiêu, 97 hay 98. Chữ này nó lâu quá nó bẩn, nó bị bẩn hết lên hoặc nó mờ này.
để tôi phải dò thì mới nhìn thấy, còn nó quận vào này hơi khó tìm vì đang cầm một tay điện thoại. Đây này, hai con này nha, một con thì tem nó ánh về mặt trắng, một con thì nó óng về mặt vàng, đều hàng xịn hết. Như đấy có nghĩa là ý nó có một dòng là chữ nổi, một dòng là chữ mờ. Đây là chữ mờ nổi này, đây là chữ mờ này. Có nghĩa chữ nổi thì nó khác, chữ mờ nó khác. Đây chữ mờ, đây chữ nổi, nghĩa nó như nhau thôi, giá nhập bằng nhau hết. Hai con này thì giá cao nhất trong dòng 203 này. Hai này thì giá vừa phải, thấp hơn 203 ba là mã. Tôi sẽ làm một cái video đăng chi tiết, đăng đấu loa cho các bác xem và nghe. 30 triệu mới ôm được đống này về các bác nhé. Chứ không phải là hàng vớ vẩn mà có tiền mà mới ít tiền mà nhập được như này đâu. Nên tôi nói luôn là không phải hàng xịn thì không mà có giá đấy. Và xin cảm ơn.